trong chiến dịch Điện Biên Phủ với khẩu hiệu tất cả do tiền tuyến, tất cả để chiến thắng, quân và dân Liên khu 4 đã đóng góp sức người, sức của vượt qua mưa bom, bão đạn để vận chuyển những khẩu pháo đạn dược ra chiến trường Điện Biên, góp phần làm nên chiến thắng lẫy lừng Nam Châu, chấn động địa cầu. Nói về số đạn pháo này, trong hồi ký Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: "Đây là món quà quý báu của hậu phương Liên quân Liên khu 4 cho chiến dịch Điện Biên Phủ." Đây là một trong 4 khẩu lựu pháo 105 ly M2A1 được bộ đội Liên khu 4 thu giữ tại chiến dịch Trung Hạ Lào. Cách đây 70 năm, quân đội Pháp đã tăng cường một đại đội với 4 khẩu lựu pháo M105 ly tấn công cứ điểm Khăm He, Khăm Muộn, Lào. Sau một giờ chiến đấu, sư đoàn 325, đơn vị chủ lực của Liên khu 4 đã tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch, thu giữ 4 khẩu lựu pháo M105 ly và 950 quả đạn pháo. Phát hiện ra cái chiến lợi phẩm quý giá này, thì mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Điện Biên Phủ là bằng mọi cách Liên khu 4 phải khẩn trương vận chuyển pháo và đạn pháo ra phục vụ chiến dịch. Và xác định cái nhiệm vụ này thì Hội đồng cung cấp mặt trận của Liên khu 4 đã mệnh lệnh cho cán bộ chiến sĩ của Liên khu 4 cùng với lực lượng dân công hỏa tuyến đã ngày đêm vận chuyển kịp thời để cung cấp cho chiến dịch. Cuối chiến dịch Đông Xuân 1953-1954, đạn pháo rất khan hiếm nên số khẩu pháo đạn pháo thu được từ quân địch có ý nghĩa rất quan trọng. Vượt qua hàng ngàn km dưới mưa bom bão đạn, số đạn pháo trên được người dân chia làm hai đợt vận chuyển, kịp thời cung cấp đạn trước giờ nổ súng tổng tiến công ở Điện Biên Phủ. 4 khẩu pháo cùng với 950 viên đạn pháo 105 cung cấp kịp thời cho giai đoạn 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Và việc cung cấp kịp thời này đã được đồng chí đại tướng ghi chú trong hồi ký của mình là món quà quý giá của quân và dân Liên khu 4 góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 70 năm trước, ông Nguyễn Cảnh Thìn, lúc đó là chính trị viên tiểu đoàn 12 pháo binh, sư đoàn 316, trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông cho biết, cùng với số đạn pháo từ Liên khu 4 gửi ra thời điểm đó, đã giúp quân đội ta tăng thêm hỏa lực, đánh tan các cứ điểm của địch, mở đường cho bộ binh tấn công, tiêu diệt toàn bộ sinh lực địch, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Cái vị trí của pháo binh ta rất quan trọng. Đầu tiên để tiêu diệt hỏa lực của sinh lực địch, tạo điều kiện cho bộ binh tiến lên để tiêu diệt quân địch. Hai là kiềm chế pháo binh của địch, không cho, tức là không phát huy được hỏa lực lâm hại của ta. Quá trình đó dằn có mài cho đến lúc địch đầu hàng rồi thôi. 70 năm trôi qua, những khẩu pháo này đã phủ kín màu thời gian. Các khẩu pháo được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 4 như một chứng tích của lịch sử về nghệ thuật quân sự, lấy vũ khí địch đánh địch của quân và dân ta.